Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi. Hôm nay Nhi sẽ làm một cái video để review các loại gum. Và trên thị trường thì có rất nhiều loại gum, và hôm nay Nhi chỉ lựa ra là 6 loại gum thôi. Và Nhi sẽ thử xem là trong 6 loại gum đó thì gum nào có khả năng tẩy mạnh nhất. Đây nè. Đầu tiên thì Nhi sẽ lược sơ qua về 6 loại gum mà Nhi đã chuẩn bị. Tiếng tan, đầu tiên là gum này. Thì các bạn nhìn thấy, các bạn đã đoán được là gum mà nó gắn trên đầu bút chì mà mình hay xài. Và hôm nay là Nhi lựa của hãng Stiller. Cái gum thứ hai mà Nhi chuẩn bị là cái một hãng của Hàn Quốc, gum Tombow. Gum thứ ba mình nghĩ là các bạn sẽ rất là quen, đó là gum đen Miffy. Cái gum này, thứ tư nè, là cái loại gum mà Nhi thấy rất là lạ, tại vì nó là một cái loại gum nó quảng cáo là gum không bụi. Tinh tinh. Một cái loại gum của một hãng Milan. Nó rất là lạ các bạn ơi, các bạn nhìn nha. Gum này nó được mặc quần nè các bạn. Mình gọi là gum quần yếm. Và gum cuối cùng, mình nghĩ nó đã đi vào huyền thoại rồi. Các bạn xem nha. Tinh tinh. Gum xanh, gum đỏ. Rồi, đây là 6 loại gum mà mình sẽ thử coi là một trong 6 loại này thì gum nào có khả năng tẩy bá đạo nhất. Các bạn ơi, đây là phần mà mình đã chuẩn bị sẵn. Mình phân ra hai phần, một phần là mình đang nét và một phần là mình tô bóng. Còn về việc các bạn thắc mắc làm cách nào để tô bóng hay là đan nét thì mình cùng tham khảo về video sau nha. Còn bây giờ mình làm thử nghiệm ha. Đầu tiên là mình sẽ thử với gum gắn sâu chì của cây chì Stiller đó các bạn. Và mình sẽ gum thử trên cái mức 1 là mức mà mình đan nét như thế này. Và để coi là cái gum này liệu nó có gum dễ không nha. Mình thử trước bên này. Wow, rất là dễ ra chì này các bạn, và nó cũng sạch nữa, nó không để lại cái lớp bóng giống như mấy cục gom mà rẻ rẻ mà mình gom cái nó bị bóng lên, nó bị lợ lên, nó không có sạch được lớp chì nè, cũng sạch nè. Giờ mình sẽ thử với cái mức thứ hai. Giờ mình sẽ xoay cái cục gom này ra hướng khác sạch hơn, và mình sẽ gom để cho nó có sự khách quan hơn. Mình gom, bắt đầu mình gom đây. Vẫn sạch nha các bạn. Mình theo mình thấy thì gom này dù nhỏ nhưng mà nó có vỏ, nhưng mà sạch đây. Các bạn so hai mức này nè, nó không, mức này này nó không được sạch lắm so với mức này, tại vì mức này nó khó quá. Và cục gom này khi mà mình tẩy không lấy hết được độ trắng của tờ giấy. Cái đến là mình sẽ thử với gom đen Miffy.
gôm còn nguyên vỏ cho nên mình giờ mình tháo ra trước đã. Và mình sẽ thử gôm trên mức 1 trước. Wow, mới thử đầu tiên mình thấy nó khác hẳn bên này luôn. Thì mình gom tiếp ha. Theo cảm giác của mình này, thật sự rất sạch. Và giờ mình sẽ thử gom với mức 2 là mức mà mình tô bóng. Hơi khó khăn một xíu, tại vì cái mức này á, có lẽ là do mình đồ chì quá mạnh, hoặc là khả năng gom này nó chỉ có tới mức đó thôi. Cho nên là cảm giác của mình khi gom nó không sạch sạch lắm, không được sạch hết cái phần chì này. Tiếp theo mình sẽ thử với gom Pelican, cục gom mà nó có màu xanh đỏ như thế này, đã đi vào huyền thoại với nhiều thế hệ. Giờ mình thử với phần mức 1 trước. Có lẽ là mình nên thử với phần màu cam trước. Thật sự là nó không thua kém gì với hai loại này. Tại vì nó có hai đầu á, cho nên mình thử với hai đầu luôn. Các bạn ơi, gì đây? Có lẽ là cái phần đầu xanh này dùng để duy trì chăng? Tại sao mình gom nó không có được sáng lên? Wow. Ok, giờ mình qua mức 2, phần màu cam. Có lẽ phần màu cam mới là phần mà thực sự chúng ta dùng để gom. Nó rất là sạch. Giờ mình sẽ thử với cục gom Milan. Cục gom mà nó được mặc quần đây. Mình thử mở này ra coi. Ồ, có chữ Milan trong này nè các bạn. Chắc là người ta cho cái bao này này để mình cầm cho khỏi dơ tay cái gì á. Thì mình thử nha. Wow, không được rồi, không được rồi. Bị đen các bạn ơi. Mình sẽ cố thử chà mạnh lên để coi có trắng lên được hay không nha. Vẫn đen. What the fuck? Với mức 1 mà không được như vậy thì không biết mức 2 nó sẽ như thế nào nữa. Oh no. Quá đen, không những không lấy được gôm ra, chì ra mà còn đen thêm các bạn. Các bạn coi nè, dính một màu đen ở đây luôn nè. Chứng tỏ là cái gì mà nó đẹp đẹp và chưa chắc gì nó đã chất lượng. Giờ mình sẽ thử với cục gom không bụi Thiên Long nhé. Cái tên của cái gom này rất là đặc biệt là gom không bụi. Không biết chức năng của nó có đúng với tên gọi hay không. Đặc biệt là mình thấy khi mà gom nó rất là sạch, nhưng mà bụi thì vẫn có đi. Vậy là không bụi đâu phải đâu. Giờ phần tới mức 2 nè, coi nó có gom sạch hay không. Mình phải dừng lại các bạn ơi, tại vì nó quá đen. Sự khác biệt không hề nhỏ. Tại sao vậy ta? Thì mình thử quay đầu khác đi. Vẫn cứ đen. Sao vậy ta? Cố gắng lên, cố gắng lên. Ồ, cũng ra. Nhưng mà vẫn đen. Ok. Giờ mình sẽ thử với cục gom Tombow. Cái cục gom này người ta đóng hộp đẹp quá à. Không biết bên trong như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình thử mở, thử sử dụng cái loại này luôn á. Wow, rất mềm các bạn ơi. Và mình sẽ thử luôn nha. Với cấp độ 1. Trời ơi, đã quá các bạn. Rất là mềm luôn. Khi mình gom á, mình cảm giác nó mềm mại và gom cực kỳ sạch. Mình thử với lớp 2 nha, mức 2 nè. Wow, hy vọng, hy vọng. Thực sự là khi mình gom á,
cảm giác của mình đó, cực kỳ sạch luôn, rất mềm, dễ cầm. Mình thích cái bút, cái gom này rồi nha. Điểm mạnh điểm yếu của các loại gom thì mình đã review hết rồi, còn việc sử dụng loại gom nào thì tùy thuộc vào các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây, và nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể like, subscribe và share giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.